Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thỉnh Hà tỉnh Hà Tĩnh chiều tối ngày 27 tháng 11 cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án khởi tố 3 bị can để điều tra về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Ba bị can bị khởi tố gồm Lê Danh Tạo, 57 tuổi, ngụ thành phố Hà Tĩnh, Hồ Thị Hải, 41 tuổi, vợ Tạo và Hồ Kim Cường, 35 tuổi, em trai Hải. Theo hồ sơ vụ việc, bị can Tạo từng là nhà báo, cộng tác viên của một số tờ báo, tạp chí. Quá trình hoạt động bị can tạo quen biết nhiều cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông ở các tỉnh thành trên cả nước, đồng thời quen biết một số nhà xe vận tải hàng hóa đường dài. Thấy nhiều tài xế mắc lỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ nên bị can tạo đã yêu cầu các tài xế chung chi 6 đến 8 triệu đồng một tháng một xe để nhận được bảo kê. Bị can tạo cam kết chỉ cần là xe chung chi cho mình thì lực lượng chức năng sẽ bỏ qua, hoặc nếu bị dừng kiểm tra, bị can tạo sẽ trực tiếp gọi điện can thiệp. Đồng thời bị can tạo cùng các nghi phạm trực tiếp đặt vấn đề với cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông xin được tạo điều kiện bỏ qua các lỗi hoặc xử lý nhẹ các lỗi mà các tài xế vi phạm. Trường hợp cảnh sát giao thông hoặc thanh tra giao thông không đồng ý, các nghi phạm sẽ đe dọa viết bài bôi nhọ, xuyên tạc, tìm mọi cách để phát hiện sai phạm trong quá trình công tác của lực lượng cảnh sát giao thông để đe dọa, khống chế. Để che giấu hành vi phạm tội, nhóm của bị can tạo thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải, hợp thức hóa số tiền luật mà các tài xế phải đóng hàng tháng là tiền phí vào hợp tác xã. Với phương thức trên, theo cơ quan công an, mỗi tháng các nghi phạm thu lợi bất chính số tiền trên 1 tỷ đồng, hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.